Vâng, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Học viện Namas. Mình là Hồng Quân. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một món truyền thống của người Hà Nội. Đó là một món khi vào mùa đông thì người ta thường hay nhắc tới ở trên con phố Nguyễn Hữu Huân. Đó chính là món cà phê trứng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về món đồ uống này nhé. Cà phê trứng là một đồ uống nổi tiếng của tiệm cà phê Giảng. Giảng là một trong những thương hiệu cà phê có tiếng lâu đời ở Hà Nội, lấy tên từ chính chủ nhân là cụ Nguyễn Văn Giảng. Cụ Giảng là người nhân viên pha chế ở khách sạn Metropole thời Pháp. Được biết, món cà phê trứng nổi tiếng ở Giảng được cụ chế biến từ thức uống cappuccino thời làm ở Metropole hồi đó. Theo lời kể của con trai út của cụ Giảng, thì cà phê Giảng ra đời vào khoảng năm 1946 tại số 90 phố Cầu Gỗ. Sau cải cách năm 1955, quán chuyển tới số 7 Hàng Gai. Và đây cũng chính là địa điểm gắn liền với miền ký ức đi cùng năm tháng của nhiều người Hà Nội. Và hiện nay thì cà phê Giảng đang có mặt ở trên con phố 39 Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội. Vâng, thưa các bạn, và những cái nguyên liệu cần có để chúng ta làm được món cà phê trứng này sẽ bao gồm không thể thiếu được, đó chính là trứng, đúng không ạ? Trứng này mọi người lưu ý nhá, chúng ta dùng trứng sống, đừng ai dùng trứng đã luộc rồi nhá. Rồi, tiếp theo, những cái nguyên liệu để chúng ta giúp tăng thêm được độ thơm, độ béo cho món cà phê trứng này, đó chính là sốt caramel của nhãn hàng Da Vinci này, sữa đặc, mật ong. Và ba cái nguyên liệu này thì sẽ giúp là giảm bớt đi được cái mùi tanh của trứng khi mà để đồ uống, ví dụ như là hơi lâu một chút chẳng hạn. Tiếp theo ở đây đó chính là đường hạt. Đường hạt thì sẽ có tác dụng làm trứng của chúng ta bông hơn, và ma sát từ đường cũng tạo ra khiến trứng sẽ chín dễ dàng hơn mọi người nhé. Cốt cà phê đen. Và mọi người lưu ý là cái cốt cà phê này chúng ta phải làm nóng lên. Làm nóng thì sẽ có những cách, ví dụ như là mọi người đun trên bếp chẳng hạn, nhưng mà sẽ chỉ đun khoảng chừng đến nhiệt độ khoảng 80 độ C thôi, tức là cà phê lăn tăn là chúng ta đã phải ngắt rồi. Rất nhiều trường hợp mọi người để đun sôi lên và cà phê của chúng ta bị khét và đắng. Hoặc mọi người có thể cho vào lò vi sóng, chúng ta quay khoảng chừng 20 tới 30 giây nhé. Ở đây thì mọi người có thể quan sát là mình đang ngâm cái bộ tách bằng sứ như thế này, và mình đang ngâm với nước nóng nhé. Bởi vì đồ uống này thì mình làm là cà phê trứng nóng, nên trước khi mọi người thao tác những cái công đoạn thì mọi người cần ngâm và tráng đi những cái dụng cụ của chúng ta để đựng. Và chúng ta cần có những cái dụng cụ, đó chính là cái máy đánh trứng. Ở đây thì mình đang sử dụng một thương hiệu Bluestone mọi người nhé, gồm hai que đánh. Và mọi người lưu ý là chúng ta cũng sẽ phải dùng hai que đánh này luôn để tạo ra được cái ma sát lớn giúp trứng sẽ chín và giảm bớt được cái mùi tanh khi mà để lâu hơn nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào chế biến món cà phê trứng này nhé. Vâng, thưa các bạn, ở đây thì mọi người có thể quan sát là mình đã lấy được hai lòng đỏ trứng gà rồi. Mọi người lưu ý là thực ra là trứng này khi mọi người đánh càng nhiều thì nó lại càng tiết kiệm được cái cost của chúng ta. Ví dụ như là một tách ly cà phê trứng chúng ta dùng hai quả trứng chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà hai tách thì chúng ta có thể chỉ cần ba thôi, bởi vì khi mà càng nhiều trứng như vậy thì đánh trứng lại càng bông, lại càng dễ hơn, giúp chúng ta tiết kiệm được cái nguyên liệu hơn. Chính vì vậy mà ở cà phê Giảng họ sử dụng cái máy đánh trứng rất là lớn, và thực ra là cost của họ khá là rẻ thôi, bởi vì họ bán cái đồ uống đó là quanh năm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cần sử dụng một cái cân như thế này, bởi vì mỗi cái nguyên liệu ở dạng lỏng như thế này thì chúng ta dùng khá là ít, thì khi mà chúng ta đong ra cái dịch đong ấy, nó sẽ dễ bị bám lại, được chưa ạ? Rồi, đầu tiên thì mình sẽ sử dụng đó là mật ong. Mật ong ở đây thì mình sẽ sử dụng khoảng chừng 3ml thôi mọi người nhé. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng mật ong rừng cũng được nhé. Nhưng mà nếu mà mật ong rừng thì mọi người giảm bớt đi một chút. Sốt caramel 3ml. Tiếp theo đến đó là sữa đặc, chúng ta cũng sẽ sử dụng 3ml mọi người nhé. Và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ sử dụng đó là 5g đường. Vâng, thưa các bạn, và đây là một cái công thức mà cá nhân mình là tự làm ra thôi. Ngoài ra thì mọi người có rất là nhiều những công thức khác, ví dụ như là thêm chanh này hay thêm rượu này, thì bản thân mình thấy là sẽ không cần. Đối với mình thì công thức này là phù hợp rồi. Và bây giờ thì mình sẽ lắp hai cái que đánh vào và chúng ta sẽ đánh bông cái hỗn hợp này lên nhé. Rồi ạ, mọi người lưu ý là chúng ta sẽ phải cần nghiêng đi cái âu đánh trứng này của chúng ta. Và tiếp theo là cái phần que đánh này chúng ta sẽ phải trúc xuống để oxy có thể tiếp xúc vào và cái trứng của chúng ta sẽ dễ dàng bông hơn mọi người nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh trứng ở mức lớn nhất. Vâng, thưa các bạn, sau khoảng thời gian chừng 5 phút đánh trứng thì mình đã quan sát thấy trứng của mình đã khá sánh rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho ra ly nhé. Cái phần nước mà chúng ta ngâm gốc thì chúng ta sẽ loại bỏ đi, và phần bát chứa nước này chúng ta sẽ thay bằng nước sôi mới mọi người nhé, nước nóng mới. Rồi ạ, bây giờ mình sẽ cho ra ly nhé. Cái ly đựng của chúng ta sẽ dao động từ 150 tới 180ml thôi mọi người nha. Và ở đây thì cốt cà phê nóng mọi người sẽ sử dụng từ 25 tới 30ml mọi người nhé.
mình sẽ rót lên phía trên như thế này. Vâng, thưa các bạn, để trang trí thêm cái hình ảnh của đồ uống của chúng ta đẹp mắt hơn thì ở đây mình có sử dụng thêm một vài cái hạt cà phê. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể sử dụng là bột cacao hoặc là bột quế nhé. Và để tạo thêm được cái hiệu ứng mới mẻ và ấm áp hơn trong mùa đông này thì mình sẽ khò cháy xém một chút đi cái mặt của ly cà phê trứng này nhé. Vâng, thưa các bạn, như vậy thì mình cũng đã hoàn thành xong món cà phê trứng. Và với món cà phê trứng này, mọi người ăn kèm phù hợp nhất đó là với bánh cà phê nhé, bánh Coffee Joy. Và ngoài ra thì với hình ảnh như thế này, mọi người có thể thay đổi một chút, đó là mọi người đựng qua đó là cái ly bằng thủy tinh và ly nhỏ thôi. Mọi người có thể làm theo thứ tự, đó là cho khoảng chừng 5ml sữa đặc xuống đáy cốc, sau đó tới cà phê và cuối cùng là chúng ta rót kem trứng lên trên, thì đồ uống của chúng ta sẽ có hình ảnh là 3 tầng, sẽ đẹp mắt hơn. Mọi người cũng có thể tham khảo hình ảnh đang hiển thị trên màn hình nhé. Thì đó cũng sẽ là một cái hình ảnh mới dành cho ly đồ uống này. Và hy vọng rằng là với những cái kiến thức và cũng như công thức mình chia sẻ thì mọi người sẽ có thể ứng dụng và đưa cái món cà phê trứng của Việt Nam của chúng ta tiến xa hơn, và đặc biệt là cứ vào mùa đông thì lại được nhắc tới nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo của Namart. Xin chào và hẹn gặp lại.